cái căn mà em đang giới thiệu cho quý anh chị á, là cái căn này là 10x20. Nó đối diện ở đây là công viên mùa thu ha. Thì ngang 10x20 và chiều trước 3, chiều sau 2 và bên hông nữa. Thì sẽ thiết kế một trệt 2 lầu. Một trệt 2 lầu. Thì bên này sẽ là gara xe, cửa đi vào nhà, và ở này sau này sẽ có một cái máy mái bằng kính để che cái vụ gara xe lại. Và bên song lập. Dạ, cái này là song lập, hai căn thành một căn. Và ở đây thì sân vườn và cửa bước vào phòng chính. Thì bây giờ mình vào đi xem bên trong ha. Rồi, anh chị vào đi ạ. Ở đây thì ngang 10 dài 20, chiều trước 3, chiều sau 2. Và ở đây có cầu thang lên. Thì theo như chủ đầu tư thì thiết kế ở đây là hệ thống cửa gỗ và có khóa vân tay thẻ từ. Và đây có thêm một cái cửa nữa này. Thường thường là họ sẽ đi, ví dụ không đi cửa đó thì họ sẽ đi vào bằng cửa này. Và vào đây là thường một cái hộp sen. Và ở đây là sẽ một cái hộp để giày, dép. Còn ở đây thì thiết kế một cái toilet sát dưới chân cầu thang. Ở đây sẽ là khu vực bếp. Nó có hai bếp, một và bếp kính và một ở đây là bếp lộ thiên ở ngoài là nối với phòng khách. Thì tùy, ví dụ như nhà có nhiều người và có người già thì mình có thể thiết kế ở dưới đây một phòng nhỏ. À, tất cả phía sau thì có giếng trời, dân chiến trời, à, sân vườn trước và sau. Hai bên cùng sân vườn và thấp như vậy thì nó trở thành một cái sân vườn khá đẹp giữa tất cả các căn lô. Khá rộng, bên hông nữa, lối được chừa bên hông. Và anh chị thấy ở đây cái cách thiết kế của chủ đầu tư bên này là bán cổ điển. Thì vừa kết hợp vừa cổ điển vừa là hiện đại. Nên là cái màu sơn này khó mà nó lỗi thời anh ha. Cái kiểu này, đây ạ, mái trần thì rất là cao. Và tất cả những cái căn biệt thự thì anh để ý là gần như là có cửa hết tất cả luôn. Ngay bên trên cũng vậy, chủ đầu tư bố trí rất là đẹp luôn, rất là thoáng. Và cách âm rất là tốt ha. Mình đi lên tầng 1 đi. Lên trên đây thì có cái một cái cửa để đây giống như là một dạng như một cái sân phơi hoặc cái phòng giặt, hoặc là mình có thể làm một cái phòng để uống trà, hoặc là có thể làm phòng đàn, phòng tranh sinh hoạt chung thì mình có thể che kín lại, hoặc là để đây làm sân phơi đồ ha. Đây là phòng trước, phòng này là master bedroom. Thì ở đây thì anh có thể thiết kế một cái toilet. Thiết kế một cái toilet lớn, bồn tắm nằm cũng được luôn. Ở đây hộp gen ở đây thì tùy mình thiết kế như thế nào cho phù hợp. Và là nhà thô mà. Tất cả nhà vệ sinh rồi tất cả các phòng đều có cửa hết. Riêng phòng chính là có ban công rất là lớn nhìn ra công viên luôn. Dạ sao anh? À, xây gạch thì sau này mình muốn thì mình lót gì thì đó, bắt buộc phải có đúc rồi bắt đầu xây thêm gạch anh. Dạ đúng rồi. Phía sau này thì cũng có thêm một toilet sát cầu thang và một phòng toilet bên trong. Tất cả các phòng cũng có cửa hết đầy đủ, rất là thoáng. Hộp sen thì đầy đủ, thì mình có thể là thiết kế toilet bên sóc góc cầu thang, hoặc là mình có thể thiết kế toilet góc này cũng được luôn. Hoặc là mình có thể thiết kế thành hai phòng nhỏ ở tầng này cũng được, nếu mà nhà nhiều thế hệ. Rồi ở dưới này nếu mà theo như thiết kế tầng 1 của cái căn 10x20 này thì khoảng là 2 đến 3 phòng ngủ. Dạ, mình đi lên tầng 2 ha. Tầng 2 thì cũng tương tự như tầng 1 thôi, nhưng mà nó không có cái phòng lồi, chỗ này là gọi là giếng trời nữa. Thì sẽ phòng tầng trước cũng có chừa hộp gen ở đây, mình có thể làm toilet. Và đặc biệt cái phòng này thì nó có một cái ban công khá rộng. Ban công này thì căn này thì view công viên luôn. Công viên bên kia có bên lớn. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi.
Bên kia sẽ là công viên lớn, công viên mùa hè. Đây là công viên mùa thu. Nó có 4 công viên, xuân hạ thu đông thì có 4 công viên, 4 chủ đề khác nhau. Ở đây thì chủ đầu tư bàn giao là bên ngoài gần như hoàn thiện. Và anh nhìn xem cái mái á, họ đổ rất là tốt anh ha. Nên mặc dù trời có nắng đi nữa thì bên trên này nó cũng rất là mát, không bao giờ là bị nắng hết. Ngoài cái lớp bê tông rất là kiên cố ra thì họ còn lợp thêm một lớp máy ngói thái nữa, bồn nước để trên nữa. Nên đó là ở đây xây dựng rất là chắc chắn và đồng thời là rất là mát, không có dạng như là nóng trên tầng trên ha.